Tại hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Bá Xuyên năm 2024 được tổ chức ngày 24 tháng 3, đã có 12 thí sinh là bí thư chi bộ đại diện cho 17 chi bộ trong toàn đảng bộ tham gia. Tham gia hội thi, 12 thí sinh đã trải qua phần thi, gồm phần thi trắc nghiệm trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, chào hỏi, kiến thức chung, thuyết trình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Các thí sinh thuyết trình mạch lạc, rõ ràng, logic, ngắn gọn, tác phong bình tĩnh, giọng điệu truyền cảm, trình bày đúng trọng tâm của vấn đề, nêu rõ được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi sát với điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị. Đồng thời, các thí sinh đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, kinh nghiệm trong vận động nhân dân, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với cái ý nghĩa của hội thi, đây là một dịp mà để cho bí thư chi bộ chúng tôi được giao lưu, được học hỏi, là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất sâu sắc để cho đội ngũ bí thư chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn thì trong công tác chỉ đạo điều hành cũng có đâu đó cũng vẫn còn có những lúc, những nơi vẫn còn lúng túng. Cho nên đây là một dịp để chúng tôi bổ trợ thêm cái kỹ năng về công tác lãnh đạo của chi bộ ngày một tốt hơn. Trong quá trình triển khai thực hiện thì với đặc thù là chi bộ nông nghiệp thì các đồng chí bí thư chi bộ ở chi bộ nông nghiệp thì cũng sáng thì ban ngày thì các đồng chí tham gia sản xuất. Thế còn các việc và tiếp xúc của các đồng chí đối với cái việc thi mang tính chất sân khấu hóa thì ít, cho nên quá trình thi thì các đồng chí cũng có những phần e dè và chưa tự tin. Nhưng mà với sự quyết tâm và cái trả lời câu hỏi có sự ôn luyện rất là tốt, chuẩn bị rất là kỹ thì các cái phần thi theo 3 cái nội dung và theo kế hoạch của thành ủy chỉ đạo thì đến thời điểm này cái cuộc thi hội nghị thi bí thư chi bộ giỏi xã Bá Xuyên đã thành công tốt đẹp. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.